Trận thi đấu thứ hai trong kèo đấu solo Yamato đời 4, sở trường của Sao Long, và anh đang ép rất tốt, rất chuẩn mực. Có lẽ khán giả bên phía Việt Nam đang tỏ ra rất bất ngờ với Sao Long, nhưng riêng mình thì không. Mình thấy đây chỉ là một điều rất bình thường thôi, hoàn toàn bình thường. Mình đã theo dõi kèo đấu này khá lâu rồi và mình không bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất đối với mình bây giờ có lẽ là chim sẻ thắng. Trận này chúng ta cùng xem Long sẽ ép đời như thế nào, nhưng mình nghĩ rằng Long ép đời kèo này sẽ không có lỗi đâu. Các bạn có thể lên YouTube xem những cái video về kèo này rất nhiều trên YouTube, rất rất nhiều rồi. Một trận mà Long lại đủ đồ, một bầy hươu phía xa, một cò phụ và một con voi, như vậy Long vẫn cần thêm một chút đồ ăn gì nữa. Nếu không anh chào ăn cái bầy hươu này, ăn bầy hươu này thì sẽ cực kỳ khó chịu. Nó xa quá, nó còn ở dốc nữa. Các bạn hãy xem video này và cảm nhận xem cách ép đời của Song Long trong kèo đấu này như thế nào, và tự rút ra cho mình những kinh nghiệm trong kèo đấu này. Đây sẽ là một kèo đấu rất mới lạ và rất hot trong thời điểm tiếp theo ở Việt Nam, nếu như các cầu thủ Việt Nam chơi nhiều cơ. Chứ còn bây giờ không chơi thì cũng không biết làm nào cả. Các bạn cứ xem đi và xem và cảm nhận xem Sao Long ép đời nó như thế nào trong một kèo đấu như thế này. Thank you.
kèo đấu Yamato đội 4 sẽ là một kèo đấu chạm 3, mang tính chất phần nhiều là học hỏi cho cái thủ chim sẻ nắng thôi. Sao Long anh quyết định đánh 35 dân trận thi đấu này. Và hình như đang chỉ có một chiếc BS ăn vàng thôi thì phải. Ở đây như vậy quyết định vẫn đóng chiếc S thứ xa, chiếc ăn vàng thứ hai ở phía xa bên ngoài. Thế như vậy trận này lượng vàng của Long dồn lên sẽ không được trơn tru cho lắm rồi. Rất loằng ngoằng. Ok, thế như vậy là lượng thực dồn nên sẽ là đủ so với lượng vàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái lượng gỗ của anh đang thừa khá khá đây. Đây, thừa gỗ phát nhắc phá tăng ngay lượng dân ăn vàng lên và giảm lượng dân gỗ đi. Thời điểm này các bạn phải tích được khoảng 400 gỗ để có thể đóng được một cái BC cộng một cái BP hoặc BK. Đóng cái gì cũng được vì các bạn cũng không có được xin BK đâu mà. Đóng cái gì cũng được, còn là nhà điều kiện thôi. Lượng thực dồn lên, lượng thực dồn lên đủ thì lượng vàng dồn lên cũng sẽ đủ. Mình đã nói rồi, kèo này Long ép chưa bao giờ lỗi. Các bạn thấy đây, xin thêm 2 dân, thực đủ vàng đủ luôn. Rất bình thường thôi, một điều rất rất bình thường. 37 dân và Long đã kích đời ở đầu phút thứ 16. Xẻ, bây giờ xẻ được như vậy là 31 dân, 27%, lại là một bài ăn hoàng. Lại là bài ăn hoàng và có vẻ như là ép chuẩn thì sẽ lên đời sớm hơn Long khoảng một chút xíu. Khoảng tầm 40 giây rồi đấy, 3-40 giây. Các bạn thấy, thời điểm này là thời điểm mình đã nói rồi, cực kỳ tốn gỗ. Vì vậy mà sau khi kích 4 xong, Long lao ra đây và ăn gỗ luôn. Thời điểm trốn tốn rất tốn gỗ. Sẽ lao ra đây sang đây ăn hoàng. Và em đang chủ động nâng cái bánh xe trước. Một ông dân, một ông dân đi dò có vẻ như là sẽ đang muốn công phu sang thời điểm đầu. Tuần đầu sẽ đẩy thẳng sang đây luôn cho nó chuẩn hướng. Long sẽ là bài 5-6 A đều tiếp tục. Sẽ có một cái con ông dân vào trong này, phải chăng sẽ là xây BA bên trong. Chúng ta cùng dò thế nào. Đây rồi, một nhà A ở đây. À không, đây chỉ là con dốc thôi. Không, cứ tưởng là dây A ở đây cơ. Cùng xem sẽ xây A ở đâu. Dây A trong nhà của Long hay là sẽ theo kiểu mang cung mang những tên đầu vào đây luôn. Xem nào. Vẫn chưa thấy ở đâu cả. Như vậy là sẽ không dâng A ở đây. Con nông dân đó chỉ là con nông dân mang tính chất đi dò xem nhà của Long ở đâu và để quân cho nó chính xác hơn thôi. Ok. Lên đòi. Không hơn nhau nhiều. Những hot của Sang Long đã là đang trên đường đầy đủ công nghệ rồi. Sẽ đã đến và đã lộ đường đi quân. Long giật ra thủ ngay 6 con. Những hot của Sang Long đã là full công nghệ. Đây, đầu máu, bắn chặn. Chưa có bố có 2 thôi. Dâng một nhà trong nhà và Long đã biết. Rất chắc chắn. Cực kỳ chắc chắn luôn chứ không phải là rất lơ. Sẽ đang công vào bãi vàng phía bên ngoài. Như vậy là Long chết 3 nông dân. Nhưng con hót của chim sẻ đang khá là đầy đủ với công nghệ. Đầu máu đã có, bố của 2 cũng chưa có nhưng không biết bắn chặn hay chưa. Tất tay dân của Long đang ăn vàng ở đây. Bãi vàng đây thì không ăn. Đây này, cắt ra đây mà ăn này. Có vẻ như thời điểm đầu Long không dò ra cái bãi vàng này trước. Vì vậy anh chấp nhận ăn bãi vàng xa. Long đang thủ và sẻ vẫn chưa công được vào. Đây này, ra đây ăn vàng này anh ơi, anh Long ơi. Vẫn đang thủ toàn tập đi từ Sang Long. Sóc dân, sẽ không sóc được dân. Vẫn là 31 dân từ đầu. Càng bên lâu về dài thì này thì sẽ càng bất lợi. Long thủ tất tay. Bây giờ thì đã full công nghệ rồi. Đốt đà trong nhà luôn.
tránh tình trạng mất tay khó chịu. Bây giờ chỉ còn cái búa gỗ 3 cộng với lại cái bật lửa thôi sẽ là full công nghệ hoàn toàn. Đấu quân Long là người có bắn chặn có cái búa gỗ 2, vì vậy mà con hót của sẽ đi qua thôi đã chết rồi. Không công được vào và khó. Thời điểm đầu sẽ nhận ra là không cần vào nhà Long, đang rút về rồi. Long cũng ra sẽ rút cũng đẩy lên luôn. Rất chắc cối. Tham lại 3-3 dần. Như vậy là sẽ bắt đầu đẻ dần, còn Long thì không đẻ nữa. Chia sản ở đây là chính mới. Long đẩy đi, sẽ công vào một hướng khác. Ốp à. Ốp à thì này sẽ đỡ kiểu gì bây giờ. Ốp à đang đứng dốc ốp cơ. Tơn to của sẽ đang giật về. Long có nhận ra điều này và gian thế hay làm gì đó không? Tơn to của sẽ đang giật về, Long chú ý. Sẽ chưa có búa gỗ 2, nhưng tình huống này đang tình huống quay sang Long, nhưng Long đang có dốc. Chúng ta cùng xem. Sẽ nâng lửa trước. Sẽ nâng lửa trước, như vậy là tơn này sẽ bắt được của Long. Bắt được của Long nhưng thiệt hại của sẽ cũng không phải là ít. Các bạn thấy đây, bắt được những thiệt hại không phải, có phải là gì đâu. Gần hết cũng là quân này luôn, như vậy là Long sẽ quyết sau tuần này. Tuần đầu của Long đẩy lên, sẽ quyết. Long đánh vẫn rất kinh khủng trong kéo này. Bố có một vật lửa, để làm cái gì đây? Quá dã man cho sang Long. Ở đây chết 5 dân ruộng vì vậy đang thực đang rất vói. Long cũng đã có cái bê, có cái bắn lửa. Sẽ khó rồi. Tỷ số khả năng sẽ là 2-0 cho quân thủ Sang Long. Khả năng cao luôn. Sẽ quyết, như vậy là 2-0.